những chiếc cúp được đúc bằng vàng bạc với khối lượng lẫn kích cỡ khác nhau, hay tấm huy chương, bằng khen đều là thứ dùng để biểu hiện cho nhà vô địch, kẻ chiến bại trong làng túc cầu. Những thứ ấy mang ý nghĩa to lớn về cả tinh thần lẫn vật chất của người nâng cao nó. Tuy nhiên, ngoài cúp bạc, huy chương vàng thì trong thế giới bóng đá còn rất nhiều giải thưởng có phần khác lạ, đôi khi là kỳ quặc. Sau đây, hãy cùng cảm sâu đến với 10 giải thưởng được cho là kỳ lạ nhất trên thế giới bóng đá. Heo sữa. Chúng ta không còn lạ gì với cái tên Ronaldinho khi anh chính là một phù thủy sân cỏ đích thực với những cú lắc không thể nào dẻo hơn bên cạnh các kỹ thuật thượng thừa khác của một người con Brazil. Và giống như bao thế hệ cầu thủ Senegal khác, tiền đạo lừng danh một thời cũng đã có những cuộc ăn chơi tiệc tùng, sai lầm trong cuộc sống phía sau sân cỏ. Và Rovo đã phải trở thành một tù nhân tại Paraguay bởi dùng hộ chiếu giả để nhập cảnh vào quốc gia này. Những năm tháng sau song sắt, ngoài việc những hoạt động lao động ra thì bóng đá cũng là một thứ không thể thiếu với Ronaldinho khi anh đã tham dự giải Futsal trong tù. Và ý nghĩa hơn, Rovo đã đăng quang giải Futsal cùng với các tù nhân tại Paraguay. Với kỹ năng của cầu thủ từng vô địch World Cup, cựu sao Barcelona trở thành cầu thủ chiến tượng nhất với 5 bàn thắng cùng 6 pha kiến tạo, giúp đội nhà giành chiến thắng cách biệt 11-2. Ấn tượng hơn, khi phần thưởng cho chức vô địch này, ngoài một chiếc cúp ra, thì đội của Rovo nhận được phần thưởng là một chiếc cúp cùng với chú lợn nặng 16kg. Phần thưởng có phần kỳ lạ, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng bổ ích cho anh và những người đồng đội, khi chú heo sữa ấy hoàn toàn có thể trở thành một bữa ăn thịnh soạn hay một chú thú cưng vô cùng mụm mĩm. Thùng bia. Có lẽ đối với người dân Việt Nam thì bia là một thức uống khoái khẩu. Khi lê la khắp các đường phố, con hẻm thì quán xá nào cũng có người thưởng thức những lon bia ướp lạnh. Bên cạnh đó, ai ai cũng cho rằng bia và những cuộc nói chuyện sẽ làm gắn kết con người lại với nhau. Và có lẽ vì sự kết nối mật thiết giữa người với bia ấy, giải ngoại hạng Zimbabwe đến từ lục địa đen từng được tài trợ bởi Castle Lager, một thương hiệu bia nổi tiếng từ Nam Phi. Ban tổ chức đã ra quyết định tặng cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu một thùng bia Castle Lager. Đây thực sự là một phần thưởng có phần kỳ lạ, nhưng chắc chắn sẽ rất đã khát cho cầu thủ được nhận. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ tại đây thoạt đầu đã bị sốc trước hình ảnh của các cầu thủ khệ nệ vác thùng bia sau khi khép lại trận đấu. Bên cạnh đó, một số cổ động viên khác còn cho rằng việc nhận cả thùng bia như vậy trông rất bệ giặc. Gà sống. Tiền đạo Hassan Kajoke của Enyasa Big Bullet tại giải vô địch quốc gia Malawi từng nhận giải thưởng vô cùng lạ lùng với cú đúp giúp cho Big Bullet đánh bại Karonga United 5-0. Kajoke đã nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận một cách rất xứng đáng. Đáng nói, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn giải thưởng là một chú gà còn sống để tặng cho Kajoke. Chú gà màu trắng được vẩy mực đỏ để biểu thị cho màu áo truyền thống của đội chủ sân Kamuzu. Thậm chí, chiếc hộp đựng gà còn được trang trí và ghi tên của Kajoke từ trước. Đây là một phần thưởng đặc biệt, bởi ở nhiều quốc gia trên thế giới, gà trống biểu tượng cho mặt trời, dấu hiệu của ngày mới. Ngoài ra, loài động vật này còn đại diện cho niềm tự hào, sự trung thực, lòng can đảm, tính cảnh giác, kiêu ngạo và sức mạnh. Thẻ tín dụng khổng lồ. Với phong độ thi đấu ấn tượng, tiền vệ Jock Maluleka của Kaiser Chiefs đã nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại giải vô địch quốc gia Nam Phi vào tháng 4 năm 2014. Gây sửng sốt ở chỗ, Jock đã nhận từ nhà tài trợ ngân hàng ABSA phần thưởng là một thẻ tín dụng khổng lồ. Phía trên thẻ tín dụng có ghi 2.000 rand, đơn vị tiền tệ Nam Phi. Mang thứ này về nhà, tự bản thân nó đã là một thách thức đối với Jock. Ngoài ra, ban tổ chức đã quên tính đến việc di chuyển một núi tiền khổng lồ này mà không bị trộm và cướp dòm ngó. Đĩa PlayStation. Trong mùa giải cuối cùng tại Brentford, Saïd Benrahma của West Ham đã ghi dấu ấn đậm nét khi góp công đánh bại Fulham trong một trận đấu ở Cúp Liên đoàn Anh. Nhờ đó, Benrahma đã nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, Benrahma đã bối rối thực sự khi đón nhận giải thưởng. Tưởng chừng như đó sẽ là một chiếc cúp cá nhân hay là một tấm huy chương, thì trái ngược hoàn toàn với sự mong đợi của Benrahma cũng như nhiều người hâm mộ West Ham có mặt trên sân, Benrahma chỉ nhận được một đĩa game của PlayStation. Đáng nói hơn, khi trên tay anh không phải là một tựa game bóng đá hay thể thao, mà là Crash Bandicoot. Đây là một tựa game viễn tưởng và phiêu lưu. Vương miện bằng giấy. Không nghi ngờ gì nữa, món đồ rẻ nhất có mặt trong danh sách giải thưởng kỳ quặc này là vương miện bằng giấy. Sau màn trình diễn ấn tượng cho River Plate trước Danubio vào tháng 3 năm 2018, thủ thành Franco Armani đã được trao tặng một chiếc vương miện giấy. Đây thực chất là một màn quảng cáo cho thương hiệu đồ ăn nhanh Burger King, nhà tài trợ của giải đấu. Tuy nhiên, phần thưởng này đã trở nên quá kỳ quặc khi những đóng góp lớn hay các màn thể hiện xuất sắc mà chỉ nhận lại được một mảnh giấy được xếp hình vương miện. Có lẽ Burger King cần tinh tế hơn trong vấn đề quảng bá hình ảnh của mình. Xe đạp leo núi. Stephen Grass của Aberdeen
đã đạt phong độ cực cao cho trận chung kết Cúp Liên đoàn Scotland vào năm 1995, tạo ra một màn trình diễn đầy năng lượng để giúp cho đội bóng của mình vượt qua Dundee. Nhà tài trợ Coca-Cola đã tặng Steven một chiếc xe đạp leo núi. Trên thực tế, Coca-Cola đã rất khéo léo khi đưa logo biểu tượng của thương hiệu này vào bánh sau của xe đạp. Và đây là món quà có phần thiết thực cho những cầu thủ chuyên nghiệp như Steven. Bên cạnh đó, Coca cũng đã tinh tế hơn trong việc quảng bá cho doanh nghiệp của mình, không như chiếc vương miện giấy của Burger King. Dữ liệu di động. Cầu thủ Kekana của Mamelodi Sundowns tại Nam Phi đã thu hút được sự chú ý từ rất nhiều người vào năm 2018. Tất cả được bắt nguồn khi Kekana được nhà tài trợ trao tặng 5GB dữ liệu di động cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận. Theo Kekana, đây thực sự là phần quà quá bất ngờ với cá nhân anh. Món quà có phần kỳ lạ nhưng lại bắt kịp thời đại ngày nay. Khi Internet đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, thì mạng 5G là bản nâng cấp hoàn hảo. Bởi nó vừa nhanh chóng, tiện lợi, không tốn nhiều thời gian đợi chờ việc nghẽn mạng do có quá nhiều người sử dụng. Cá tươi. Martin Odegaard không còn là cái tên quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá ngày nay, khi anh đang là một cầu thủ trẻ vô cùng triển vọng. Ngoài ra, còn là vinh dự được mang lên mình tấm băng đội trưởng của pháo thủ thành London Arsenal. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Odegaard đã nhận được một phần thưởng cực kỳ kỳ quặc khi còn thi đấu cho Real Sociedad. Với màn thể hiện trước Atletico Madrid, tiền vệ sinh năm 98 chơi hay và trực tiếp ghi bàn giúp cho Sociedad đánh bại thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone với tỷ số là 2-0. Trước đó, ở vòng 2 La Liga, anh lập công giúp cho Sociedad thắng 1-0 trước Mallorca trên sân khách. Nhờ thành tích trên, cầu thủ người Na Uy được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Sociedad vào tháng 8 năm 2019. Và bất ngờ đã xảy ra khi địa điểm diễn ra lễ trao giải là một siêu thị tại Donostia. Kỳ quặc hơn, Odegaard được tặng một con cá rất lớn. Đây được coi là một hình thức quảng bá cho siêu thị Riaren, một đối tác của Sociedad. Bóng đá, ngoài những pha bóng đẹp mắt, kỹ thuật, cá nhân thượng thừa hay các bàn thắng đỉnh cao, thì những phần thưởng có phần kỳ lạ này cũng góp phần làm cho môn thể thao vua có thêm sự thú vị. Và những món quà kỳ lạ ấy không chỉ mang đến từ những nền bóng đá kém phát triển hay các danh thủ ít tiếng tăm, mà đến những Ronaldinho, Martin Odegaard cũng được vinh dự trước những món quà thú vị này. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin thú vị về các phần quà kỳ lạ của Cảm Show. Đừng quên để lại quan điểm của mình bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên Cảm Show.